Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Rất là vui hôm nay em lại gặp lại quý vị các bạn trong một video clip ngắn. Và hôm nay em xin phép được giới thiệu một chiếc đài, là một cái dòng huyền thoại của đài cassette Sony. Đây là chiếc model 1110S các bác nhé, hay chúng ta còn gọi là Sony 3 cây gậy. Một dòng đài có thiết kế cực kỳ là đẹp mắt, về tổng quan rất là hài hòa, từ các chi tiết mạ chrome cho đến phần loa, phần thân giữa rất là đẹp mắt. Và đặc biệt là chất âm của dòng đài này cũng rất là hay, cho ra chất âm cực kỳ mạnh mẽ, mộc mạc, tiếng hay. Đặc biệt là khi chúng ta sử dụng phần băng cassette của nó cho ra chất âm cực kỳ là hay. Nó có những chức năng gồm có như radio, FM, AM và băng cassette, và có cả chức năng auto reverb rất là tiện dụng. Để các bác nghe băng thì có thể là đảo chiều băng rất là hay. Mọi chi tiết các bác xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0822 111 414 nhé.